Vâng, thưa quý vị, chiều qua ông Nguyễn Xuân Trường trú tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên điều khiển ô tô hiệu Mazda 3 biển số 20A lưu thông trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về thủ đô. Lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày thì xe đến đoạn đường thuộc địa phận xóm Đồng Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công thì bốc cháy. Một người đi trên ô tô này cho biết lửa bốc lên từ hàng ghế phía sau làm một người khác bất tỉnh. Lái xe kịp thời dừng lại kéo người này ra ngoài. Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy trơ khung, giao thông khu vực ùn tắc gần 1 km. Được biết, chiếc Mazda 3 được mua từ tháng 3 năm 2017. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và sự việc và đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.